làm mật ong nuôi đời, chỉ vâng theo bố mẹ chẳng làm không nên người. Con cào cào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ cây sang bụi cỏ. Con cào cào rất tinh thế thào, nên mới bay cao mới nhảy dân cao. Nào con hát đi. Mẹ ơi đây. Hát về gì? Con nhà voi voi hồi nãy nữa không? À. Hai bơi xinh xinh, cá bằng bơi trong bể nước, ngoài lên đặng xuống bằng múa tung tăng. Hai bơi xinh xinh, sao mà bơi nhanh thế? Cá bằng bắt bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh. Cá bằng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong. Mơ chụp ảnh nhé. Ừ, tiếp tục đi. Hai bê xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, ngoi lên lặn xuống. Cá vàng bơi trong tâm. Cô khỏe không? Cô đang làm gì vậy hả? Đi nào này nhỉ? Con đi làm bài tập cô giáo cho về nhà đó ba. Bài gì hả? Có nhiều bài khó nên con chưa làm được. Nhiều bài khó hả? Sao con không nói mẹ con chỉ cho? Con không biết nãy giờ mẹ đi đâu nữa ba. Mẹ con đi đâu? Dạ con cũng không biết nữa. Lúc nãy đi học về con không thấy mẹ. Mẹ đi rồi ba, nên con không biết mẹ đi đâu nữa. Chị ơi. Dạ thưa cậu. Mời đi ca đâu? Cô. Cô chào đi. Cô vẫy chào đi. Không, cô chào đi nào. Không. Cô bảo mà. Sao không? Cô bảo ông đâu mà. Sao lại không chào? Chào ba mẹ. Chào ba mẹ. Thôi mẹ đi đây. Không mẹ đi đâu. Mẹ đi nhá. Mẹ đi. Mẹ đi nhá. Không mẹ đi. Thế con chào chưa? Con đâu. Nào con chào đi nào, không rồi mẹ đi đây. Không ba mẹ, quả ba mẹ cũng đi đây. Cô chào ba mẹ nè. Nào giơ tay lên. Cô chào ba mẹ. Cô, chào đi, vẫy chào nè. Chụp ảnh con này.